Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Moonlaka. Vlog ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến mọi người một quán cơm gà Hải Nam tại thành phố Phan Rang. Địa chỉ là 17 Lê Hồng Phong, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận. Quán mở cửa từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối, thường đông khách vào buổi trưa. Ở đây có bán cơm gà chiên, gà luộc, rau xào, lòng gà. Mình thường ăn cơm gà luộc, và món ăn kèm thì có rau cải chua, rau răm, dưa leo, chấm nước mắm, muối ớt. Giá bán là 45k cho dĩa nhỏ và 75k cho dĩa lớn 2 miếng gà. Điểm mình thích ở quán là thịt gà khá mềm, có một chút xíu dai của gà ta nhưng không dai nhiều. Cơm nó rất là thơm, mắm không quá mặn. Mình ăn ở đây rất là nhiều lần, thấy ok nên làm video giới thiệu cho mọi người, rồi để mọi người có thể ghé ăn thử. Cơm gà Hải Nam là một món của người Hoa, tuy nhiên thì đã được thay đổi một chút hương vị để phù hợp với người dân ở đây. Thực chất, ở Phan Rang cũng có hương vị cơm gà riêng, đặc trưng với mắm gừng. Nước mắm được làm từ gừng giã nhuyễn với tỏi ớt. Khi nào có dịp mình sẽ quay tiếp video cơm gà đúng mùi Phan Rang cho mọi người xem nha. Không biết mọi người thường ăn cơm gà như thế nào, nhưng đối với mình thì khi ăn cơm gà mình thường dùng tay bóc và xé thịt, sau đó sẽ chấm nước mắm rồi ăn, bóc thêm miếng rau chua và rau răm ăn cho đỡ ngán. Với mình thì đồ ăn Phan Rang luôn luôn ở một vị trí số 1, từ cơm gà, bánh xèo, bánh căn, bún mắm nêm, hải sản. Mình sẽ dần quay các món đó trên kênh của mình nên mọi người hãy theo dõi kênh để đồng hành cùng mình nha. Lúc này thì mình ăn vào buổi trưa, quán đông khách lắm mọi người, ra vô tấp nập. Mình và cháu mình kêu hai dĩa lớn, tổng cộng là 150.000, té gà ăn cho đã thèm. Thường thì mình sẽ chủ yếu ăn gà, ăn cơm rất là ít. Ăn xong thì lại tranh thủ đi quay tiếp những địa điểm du lịch thú vị ở quê mình để giới thiệu cho mọi người. Mình hy vọng tỉnh của mình trong tương lai sẽ đón được nhiều du khách hơn, tỉnh mình sẽ được phát triển du lịch nhiều hơn nữa, vì phong cảnh và đồ ăn cho đến con người Ninh Thuận thật sự rất hiếu khách và dễ mến. Sài Gòn có món cơm gà xối mỡ với lớp da gà giòn cắn vào béo ngậy, thì Phan Rang mình có món cơm gà luộc, thịt mềm mọng nước, chấm với mắm gừng thơm lừng. Cầm tay bóc miếng cánh gà, chấm mắm gừng rồi đưa lên miệng cắn một miếng thật đã. Giờ đi làm rồi mới có tiền để ăn, chứ lúc nhỏ phải như dịp quan trọng như đám giỗ hay nhà có tiệc thì mới được ăn cơm gà. Bây giờ ăn cũng ngon nhưng không bằng hương vị lúc nhỏ nữa. Hy vọng rằng video giới thiệu món cơm gà hôm nay sẽ giúp mọi người có thêm một gợi ý ẩm thực khi đến Phan Rang chơi. Nếu mọi người thấy thông tin mình cung cấp bổ ích, hãy đăng ký kênh của mình để đồng hành cùng mình ở những vlog tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nhé. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại.